Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc. Thưa với quý vị và các bạn, trước máy quay của chúng tôi ngày hôm nay, tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng B. Đó chính là chiếc xe Toyota Vios phiên bản G 2022, quý vị và các bạn nhé. Một chiếc xe siêu lướt, quý vị và các bạn ạ. Chiếc xe này là model 2022 nhưng sản xuất là cuối năm 2021, quý vị và các bạn nhé. Đấy, thưa với quý vị và các bạn, ở cái phiên bản cuối năm 2021 thì Toyota cũng đã thay đổi toàn bộ về giao diện cho chiếc xe Vios này ạ. Đấy, quý bạn thấy được là từ đèn LED này cho đến những đèn gầm này. Đèn pha, thay vì cái đèn pha bi xenon thì thay được bằng 3 đèn LED này, quý bạn nhé. Siêu sáng, rất là mới, rất là đẹp. Thay đổi toàn bộ rồi. Và kể cả về màu sắc, quý bạn nhé, đây là cái màu bạc. Màu bạc này là cái mã màu rất là mới của Toyota dành cho chiếc xe Vios 2022 này, quý bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất cuối năm 2021, đăng ký tên tư nhân, đăng ký tháng 12 năm 2021, vừa mới lăn bánh được 5.700 km thôi, quý bạn nhé. Rất là mới, không khác gì một chiếc xe mới và còn nguyên bảo hành tại hãng luôn, quý bạn ạ. Bảo hành tại bất kỳ đại lý Toyota nào tại Việt Nam mình, quý bạn nhé. Với chiếc xe siêu lướt như chiếc này, còn nguyên chưa một cái vết xước nào cả. Đấy, chưa một vết sơn lại, chưa một vết xước. Với chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 580 triệu đồng, quý bạn nhé. Quý vị và các bạn nào mà mua chiếc xe này thì bây giờ tiết kiệm được cái tiền đăng ký khoảng gần 100 triệu đấy, quý bạn nhé. Đấy, vậy quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Vios phiên bản G model 2022 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Toyota Vios G 2022 siêu lướt này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi và cũng là để đón nhận những chiếc xe mới nhất, những video mới nhất chúng tôi đăng lên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Toyota Vios G model 2022 này. Mời quý vị và các bạn. Trước tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất của chiếc xe Toyota Vios G 2022 siêu lướt 5.700 km này, quý bạn nhé. Rất là mới, rất là đẹp luôn ạ. Một chiếc xe màu bạc, thực tế cái mã màu bạc này rất là mới, quý bạn nhé. Đây là một cái mã màu mới mà Toyota cũng đã dành cho chiếc Vios 2022 này. Một chiếc xe siêu lướt mà chúng tôi đang giới thiệu đến quý vị và các bạn đây ạ. Trước tiên thì quý vị các bạn hãy xem về cái phần đầu của chiếc xe. Đấy, một model hoàn toàn mới đấy ạ, khác hẳn với so với chiếc xe 2021 quý bạn nhé. Đặc biệt là cái phần ba lật sốc đầu xe đây, quý vị bạn thấy chưa? Rất là mới, rất là đẹp này. Và được thiết kế lại toàn bộ từ những cái phần mặt ca lăng cho đến những cái phần đèn, từ mặt ca lăng đã chuyển sang rất giống như những chiếc xe truyền thống của Toyota là những chiếc xe Camry đấy ạ. Đấy, cái mặt ca lăng là bây giờ là đã bắt đầu theo hướng của những chiếc xe Camry rồi. Đấy, rất là đẹp quý bạn nhé. Rồi cụm đèn Toyota Vios G ngày trước truyền thống của Vios G là cái đèn pha bi. Đèn bi thì bây giờ đã được chuyển thành đèn 3 bóng LED quý bạn nhé. 3 bóng LED luôn, và phía bên dưới là có đèn daylight, tức là đèn LED ban ngày đấy ạ. Đấy, cụm đèn gầm cũng là được bằng LED, hệ thống đèn có thể nói là hệ thống đèn full LED rồi. Toàn bộ về cái hệ thống đèn gọi là đèn full LED luôn nhé quý bạn nhé, từ đèn pha, đèn gầm, đèn hậu đều là đèn LED hết. Và cái thứ hai nữa, quý vị bạn nhìn về cái mã màu bạc của chiếc xe này, quý bạn thấy được là khi mà để ra ngoài trời ánh nắng như thế này thì cái màu bạc rất là đẹp quý vị bạn nhé. Năm nay có vẻ là hot cái màu bạc này đấy ạ. Màu bạc hay là như ở xe máy thì gọi là cái màu xám xi măng đấy ạ. Đấy, đang rất là hot, từ những chiếc xe SH chẳng hạn là bây giờ đang rất hot cái màu này. Và tiếp theo thì Toyota cũng đã trang bị cho phiên bản Vios 2022 này là cái bộ mâm mặt phay, bộ mâm 15 mặt phay và xoắn đây các bạn nhé, kiểu xoắn đây này. Đấy, rất là mới này, nó khác hẳn luôn. Toàn bộ về cái cụm đèn hậu cũng đã được thay đổi này. Cụm đèn hậu cũng đã được thay đổi là hệ thống đèn LED rồi này.
rất là đẹp này. Cái thứ hai nữa là đặc biệt nữa thay đổi là xe cũng đã được trang bị màn hình nguyên bản, camera lùi nguyên bản, camera hành trình nguyên bản và đèn cảm biến trước sau đều có luôn các bạn nhé. Có cả cảm biến trước, cảm biến sau hay còn gọi là cảm biến quanh xe đấy ạ. Đấy, rất là đẹp. Cụm đèn LED này rất là đẹp, cụm đèn hậu này là đèn LED rồi các bạn nhé. Đấy. Và toàn bộ về những cái la răng đấy ạ, la răng đúc mặt phay này. Đét lốp là 2021 nhé. Cái đét lốp này là sản xuất cuối năm 2021 quý bạn ạ. Cả một cái dàn lốp 2021, lớp sơ cua còn chưa hạ cơ quý bạn ạ. Mới tinh luôn ạ, vì chiếc xe này mới lăn bánh có 5.700 km thôi. Gương chiếu hậu gập điện tích hợp xi nhan trên gương thì ở những cái đời trước đó đã có rồi. Đấy, đặc biệt đây đang nhìn phần đầu thì quý bạn thấy được là bắt đầu từ 2022 này thì là Vios cũng đã được trang bị là cảm biến trước. Đấy, có cả cảm biến trước nguyên bản theo xe rồi nhá, không phải độ thêm bất cứ một cái gì nữa về chiếc xe Toyota Vios này. Đấy, và hệ thống đèn full LED rất là đẹp luôn quý bạn ạ. Từ la răng, nói chung là về cái phần ngoại thất cũng đã được thiết kế và được thay đổi rất là nhiều cho chiếc xe Toyota Vios G 2022 này nhé. Tại sao tôi lại nói là 2022 mà quý vị và các bạn có nhiều người lại thắc mắc là xe 21 mà sao lại quảng cáo là xe 2022? Chiếc xe được sản xuất cuối năm 2021 nhưng model nó là 2022 rồi quý bạn ạ. Nó khác với những chiếc xe 2021 quý bạn nhé. Khác về những cái gì mà tôi vừa mới giới thiệu cho quý bạn đấy ạ. Toàn bộ về phần body bên ngoài, đèn option, la răng. Đấy, quý bạn thấy cái la răng của 22 nó khác biệt hẳn luôn đây này. Khác biệt hẳn so với model 2021 quý vị bạn nhé. Về phần ngoại thất thì rất ok rồi. Về cái phần nội thất thì nó cũng không khác gì một chiếc xe mới. Kể ra thì tôi không cần phải giới thiệu nhiều cho quý bạn đâu, nhưng mà tôi bán xe thì tôi vẫn phải giới thiệu cho quý bạn một chiếc xe không khác gì một chiếc xe mới, bởi vì nó siêu lướt 5.700 km thôi. Đấy, khóa thông minh, bấm tay mở cửa vẫn là có từ 2021 nhé. Đấy, và toàn bộ về cái phần táp lô táp bi này, xin phép quý vị và các bạn, với chiếc xe này thì tôi không phải giới thiệu cho quý vị bạn về những cái phần ốc này, về phần keo chỉ này. Tại vì chiếc xe này nó còn chưa có một cái vết xước cơ, thì là đương nhiên bên trong nó còn nguyên bản rồi. Nó không khác gì một cái xe mới này. Đấy, không khác gì một chiếc xe mới, cho nên là tôi không phải giới thiệu nhiều về cái phần ốc, về cái phần keo chỉ nhé. Và không những tôi cam kết bảo hành cho quý bạn về chất lượng, mà chiếc xe này còn bảo hành tại hãng cơ. Đấy, từ những cái vô lăng cần số này còn rất là mới luôn quý bạn nhé, vô lăng cần số mới tinh. Đấy, đến cái thảm lót chân này cũng còn mới quý bạn này. Đấy, mà chiếc xe này chúng tôi mua về chúng tôi còn không phải dọn nhé. Nếu như bây giờ chúng tôi đánh dọn đi nó còn mất cả mùi mới cơ, cho nên là để nguyên. Mở cái cánh cửa ra là toàn mùi mới của xe thôi ạ. Không khác thì một chiếc xe đang nằm ở trong hãng Toyota bắt đầu ra đâu quý bạn nhé. Đấy, và đây là cái tem của nhà sản xuất đây quý bạn này. Chiếc xe được sản xuất năm 2021 nhé, nhưng model nó đã là 2022 rồi, sản xuất tại Việt Nam. Đấy, đấy là về cái phần cửa trước. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau. Đấy, cửa phía sau đây quý bạn nhé. Cửa phía sau này, từ cái táp bi cánh cửa này cho đến cái nội thất phía sau này, nó còn mới tinh luôn quý bạn ạ. Đấy, mới tinh hết luôn này. Rất là mới này. Quý vị các bạn nhìn xem nó có khác cái xe mới tí nào không ạ? Nó không khác gì luôn ạ. Cái xe mới quý vị và các bạn mua về đi 2-3 hôm nó cũng sẽ như thế này thôi ạ. Đấy, mà quý vị các bạn bây giờ mua chiếc xe này lại tiết kiệm được khá tiền đấy ạ. Cái tiền để tiết kiệm so với chiếc xe mới thì là quý vị các bạn mua thêm được một chiếc xe Honda SH để đi uống cà phê. Đấy. Và tiếp theo thì tôi sẽ bước lên xe để giới thiệu cho quý bạn xem về những cái phần option cũng như là về cái phần nội thất bên trong quý bạn nhé. Trước tiên thì tôi vẫn cho quý bạn xem về cái màn hình đây này. Cái một thay đổi rất là lớn cho chiếc xe Toyota Vios này. Ngày xưa là xe Vios muốn có màn hình là phải độ thêm. Nhưng bây giờ thì Toyota cũng đã trang bị sẵn cho quý vị bạn một cái màn hình giải trí thông tin đa phương tiện này. Tích hợp luôn cả camera lùi này, camera hành trình nguyên bản này. Đến cái camera hành trình bây giờ quý vị các bạn không phải lắp thêm nhé. Đây là cái camera hành trình nguyên bản của xe nhé. Nó đi ăn theo cả những cái đầu này này. Đấy. Và điều hòa tự động như này, cái phần điều hòa tự động này chỉnh toàn bộ chỉnh này bằng điện này, rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Đấy, cái giao diện của cái cụm điều hòa này cũng rất là đẹp. Cái thứ hai nữa là cái khóa thông minh start top thì là vẫn có rồi, từ đời trước là vẫn có start top rồi. Đấy.
tương tác tốt thì từ trước đến giờ là vẫn có rồi. Và đặc biệt nữa là cái vô lăng bọc da thì vẫn có từ trước này, tích hợp phím điều khiển âm thanh trên vô lăng này, điện thoại rảnh tay này, rồi đấy, các phím điều khiển này, rồi thì cruise control, đây là cái cruise control của xe nhé. Cruise control của Toyota thì lại để thấp ở bên dưới, nó không giống như những chiếc xe Kia thì bấm vào bên trên luôn, như đây ở bên dưới này. Đấy, từ phần nội thất này không khác gì một chiếc xe mới đúng không quý vị và bạn. Và hệ thống an toàn túi khí dành cho chiếc xe Toyota Vios này là quanh xe này, từ đằng trước luôn quý vị bạn nhá. Đấy, toàn bộ là từ đằng trước này, túi khí này. Đấy, cho đến đằng sau, tận đằng sau này cũng có túi khí luôn quý vị bạn nhá. Đấy, ngồi phía sau này đều có túi khí rồi quý vị bạn ạ, rất an toàn. Ở cái phiên bản G này nó mới được đầy đủ như thế này đấy quý vị bạn ạ. Xem một vòng ở trong xe này thì quý vị bạn thấy được là một chiếc xe này nó quá mới luôn đúng không quý vị bạn? Nó không khác gì một chiếc xe vừa mới ở trong hãng. Đấy, không khác gì một chiếc xe vừa mới xuất xưởng ra quý vị bạn nhé. Rất là đẹp luôn. Và đặc biệt thì quý vị và các bạn thấy đây ạ, mức tiêu thụ mà nhà sản xuất công bố cho chiếc xe này mà rất hấp dẫn. Rất là nhiều người thích ở chiếc xe Toyota Vios, đây là hay mua về chạy dịch vụ là nó ở đây này. Mức tiêu thụ nhà sản xuất công bố cho chiếc xe Vios 1.5G với động cơ đua VVTi này chỉ 5,7 lít xăng cho 100 km quãng đường kết hợp, hoặc 7,49 lít, gọi là 7 lít rưỡi cho 100 km trong đô thị. Nếu như chạy ở ngoài đường trường hoặc là chạy ngoài đô thị chỉ 4,79 lít cho 100 km thôi các bạn ạ. Rất là hấp dẫn, cho nên là rất là nhiều người sử dụng chiếc xe này để chạy dịch vụ đấy. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cốp sau lên cho quý vị bạn cùng xem nhé. Cái cốp sau, cốp sau thì đương nhiên rồi, vẫn là mới tinh quý vị bạn ạ, không khác gì một chiếc xe mới này. Đấy, cốp sau này không khác gì một chiếc xe mới nhé, không phải giới thiệu nhiều về cái phần keo chỉ hay là về cái phần ốc ác gì cả. Đấy, đằng trong này thì quý vị bạn thấy đấy ạ, nó có khác nào một chiếc xe mới không ạ? Không khác gì một chiếc xe mới luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, còn mới tinh luôn này. Còn mới tinh luôn từ những cái tấm thảm này, những cái tấm nỉ của cái cốp sau này đều rất là mới này. Đấy, lớp sơ cua còn chưa hạ luôn quý vị các bạn nhé. Lớp sơ cua cũng mới tinh, chưa dùng đến tí nào này. Đấy, đây là cái phần lốp sơ cua. Lốp sơ cua còn mới tinh thì đương nhiên là những cái kích, cái đồ nghề cũng còn mới tinh rồi các bạn ạ, chưa dùng gì đến. Đấy, một chiếc xe quá là hoàn hảo luôn. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ này cho các bạn cùng xem nhé. Đấy, về cái phần phía sau này cũng đều rất là mới này. Quý vị các bạn thấy không ạ, nó quá là mới luôn đấy ạ. Không khác gì một chiếc xe ở trong hãng vừa mới ra nhé. Không khác gì một chiếc xe vừa mới xuất xưởng ra. Không phải giới thiệu nhiều, riêng chiếc xe này chúng tôi không phải giới thiệu nhiều cho quý vị các bạn đâu ạ. Và đây là cái phần táp bi cửa phía trước bên phụ. Đấy, táp bi cửa phía trước bên phụ này, từ những cái phần ghế này còn mới tinh luôn quý bạn nhé. Đấy, vô lăng, cần số, táp lô, táp bi đều rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Một chiếc xe 2022. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần trái tim của chiếc xe Toyota Vios 2022 này quý bạn nhé. Ở phiên bản 2022 này thì về động cơ thì vẫn được Toyota giữ nguyên cho chiếc xe Vios này, là cái khối động cơ đua VVTi 1.5 lít đấy ạ. Đấy, động cơ thì vẫn giữ nguyên quý bạn nhé. Đấy, và về cái động cơ này thì chúng tôi cũng không phải giới thiệu nhiều cho quý bạn đâu, vì chiếc xe này nó siêu lướt có 5.700 km thôi thì nó không khác gì một chiếc xe mới đây này. Đấy, bên ngoài còn chưa có một cái vết xước sát gì cả, cho nên là bên trong nó còn nguyên bản là cái điều đương nhiên rồi các bạn nhé, không phải giới thiệu nhiều. Đấy, chỉ nói một điều là nó không khác gì một chiếc xe mới. Chiếc xe mới như thế nào thì chiếc xe siêu lướt này nó như vậy đấy ạ.
chưa có một cái vết gì cả. Và chiếc xe này chúng tôi mua về chúng tôi cũng không cần phải dọn cơ các bạn ạ. Mở ra nó đã mới như thế này rồi đấy ạ. Đấy. Nếu như dọn dẹp sạch sẽ lên thì nó sẽ khác, nhưng bây giờ là chúng tôi để nguyên như này đấy các bạn nhé. Về cái động cơ này thì quý vị và bạn có thể yên tâm tuyệt đối luôn ạ. Chúng tôi, riêng cửa hàng chúng tôi cam kết với quý vị bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, còn nguyên bản. Và cái động cơ này được bảo hành tại hãng, tại TOTA Việt Nam cơ quý bạn ạ. Quý bạn có thể yên tâm và có thể mang vào hãng check ngay khi quý bạn mua chiếc xe này. Cho nên quý vị các bạn có thể yên tâm luôn quý bạn nhé. Đấy, yên tâm tuyệt đối về chiếc xe TOTA Vios G2022 siêu lướt này đấy ạ. Tất cả là còn nguyên bản như ở trong hãng. Vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về ngoại thất, nội thất cũng như là về cái phần động cơ của chiếc xe siêu lướt TOTA Vios G2022 này rồi quý bạn nhé. Và thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này còn bảo hành tại hãng, còn bảo hành rất là dài tại hãng, cho nên quý vị và các bạn có thể yên tâm tuyệt đối về chất lượng của chiếc xe này ạ. Với chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 580 triệu đồng quý bạn nhé. Quý vị và các bạn nào mà mua chiếc xe này thì bây giờ tiết kiệm được cái tiền đăng ký khoảng gần 100 triệu đấy quý bạn nhé. Đấy, vậy quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe TOTA Vios phiên bản G model 2022 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe TOTA Vios G 2022 siêu lướt này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón nhận những chiếc xe mới nhất, những video mới nhất chúng tôi đăng lên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.